Thông thường, cá bóng tượng chỉ phát triển tốt ở vùng nước ngọt, nhưng hiện nay, cựu chiến binh Hồ Văn Loai ở xã Phú Hưng, huyện Cái Nước chọn nuôi ngay trên vùng đất mặn và đã cho hiệu quả kinh tế cao. Với sự nhạy bén, sáng tạo của mình, ông Loai chọn mô hình nuôi cá bóng tượng trên vùng đất nuôi tôm kết hợp trồng một vụ lúa. Mỗi năm mô hình này đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Theo ông, nuôi cá bóng tượng trên vùng đất nuôi tôm rất phù hợp vì cá ít bệnh, mau lớn mà có thể tận dụng được nguồn cá tạp trong vuông để làm thức ăn, tiết kiệm được chi phí. Đi bộ đội rồi tôi về là không có cái sở gì làm, rồi bây giờ nếu mình nuôi mình phải kết hợp nhiều, nó nuôi nhiều món nó có thất cái này cũng còn cái khác, cái hiệu quả nuôi cá nó có hiệu quả hơn. Cuối cùng đáp số là thấy nuôi cá nó có hiệu quả hơn nuôi tôm, nuôi cá với nuôi cua. Không chỉ đạt về sản lượng mà giá cá bóng tượng hơn một năm nay luôn ở mức cao, dao động từ 500 đến 600 ngàn đồng một ký. Cá từ 700 gram con trở lên đã cho người nuôi nguồn thu nhập khá cao so với nguồn thu từ tôm, cua hay lúa. Tính đến nay, trên địa bàn ấp Cái Rắn đã có hàng chục hộ gia đình áp dụng mô hình này và cho thu nhập ổn định. Với kinh nghiệm sẵn có, ông Loai luôn sẵn sàng chia sẻ giúp bà con có điều kiện thành công khi áp dụng mô hình. Hồi trước mình không biết, mình bắt con cá ở vùng xa nó lại nó bán là nuôi nó ưa bị bệnh, con cá đó bị người ta triệt điện đồ đó rồi nó ưa bệnh. Còn bây giờ mình biết mình mua ở tại xứ này, con cá của người ta nuôi trong vuông đem ra người ta ta bán cho mình là mình biết ở xứ này mình mua con cá sao nó đạt kết quả hơn. Tôi có chỉ cho bà con với con tôi đồ, tôi cũng dịu dắt là nó cũng phải nuôi có hai đứa, bây giờ nó cũng nuôi 3-4-5 ngàn con. Trở về sau chiến tranh, ông Loai cùng rất nhiều cựu chiến binh khác không chỉ vượt khó vươn lên từng ngày để phát triển kinh tế gia đình, mà còn hỗ trợ để các hộ dân lân cận nâng cao hiệu quả sản xuất và nâng dần mức sống. Không chỉ vậy, chính quyền cơ sở luôn thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ nhằm hỗ trợ tích cực cho những gia đình người có công.